kính chào quý khán giả. Trong đêm nay, khu vực Tây Bắc vẫn còn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa rông rải rác. Trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày thì trên toàn khu vực Bắc Bộ mây có xu hướng giảm nhanh và trời chuyển nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tiếp tục tăng lên mức là từ 32 đến 35 độ, còn phía Tây Bắc Bộ là từ 29 đến 32 độ. Dịch xuống với các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng ráo và nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì là từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây có nắng nóng trên 35 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên mưa dông xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối. Ban ngày thì trời vẫn nắng ráo với mức nhiệt phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Trở vào với khu vực Nam Bộ, mưa dông vẫn xảy ra ở nhiều nơi, cục bộ có mưa to về chiều tối và tối. Còn ban ngày thì mưa gián đoạn và có nắng nên nhiệt độ ít biến đổi, dao động là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại quần đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt, ngày nắng và tầm nhìn xa thoáng trên 15 km, gió Tây Bắc đến Tây cường độ yếu là cấp 3, biển êm. Trái lại, tại vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây biển động. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.